Xin chào tất cả các bạn đến với kênh điện tử Tuyên Quang. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một siêu phẩm loa vi tính. Thì với cái sản phẩm này có mã là Sharp 301. Thì với cái sản phẩm này nó là bộ của loa vi tính của hàng nội địa Trung Quốc. Thì cái hàng này họ sản xuất là cực kỳ ngon và rất là rẻ luôn. Thì các bạn thấy đây, nó sử dụng một loa siêu trầm, hai loa vệ tinh, có đầy đủ kết nối Bluetooth này, chạy USB này, thẻ nhớ. Thẻ nhớ này sử dụng thẻ TF to nha các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn sử dụng thẻ nhỏ thì các bạn sẽ phải cắm qua một cái áo thẻ. Đấy. Đây, hoặc chúng ta có thể sử dụng USB. Trên mặt điều khiển của nó có đầy đủ nút là Morse, tua đi tua lại và Next, Play này. Và được trang bị thêm một chiếc điều khiển trông rất là ok luôn nha các bạn nhé. Nhìn điều khiển này thì nó ngon hơn cái điều khiển mà của những cái mạch Bluetooth là bình thường rất là nhiều, vì phím của nó là phím cao su luôn. Đấy. Sản phẩm chúng ta thì có là nút volume này, nút check và nút bass. Với cái bộ này thì nó có Bluetooth 5.0 kết nối âm thanh ra rất hay và có đầy đủ nút bass và nút check. Các loa vi tính rẻ hiện nay thì thường sẽ chỉ có nút bass và không nút check. Còn con này có nút check, chỉnh tiếng check rất là sáng và sắc. Đối với những cái bài mà check yếu, con này cũng nâng lên rất là cao và tiếng rất là sắc nét. Còn đối với đường dòng loa bass, cái đường bass siêu trầm này thì nó đánh bass rất là chắc. Đây, thì mình sẽ đo qua kích thước của bộ này cho bạn xem nhé. Đây, về bộ này thì chúng ta sẽ có cái kích thước là chiều sâu. Chiều sâu của nó tới 22 cm, chiều cao của nó là 19 cm và chiều rộng của nó là 17 cm các bạn nhé. Đấy, còn đối với loa vi tính vệ tinh thì của nó sẽ có chiều cao là 16 cm, chiều rộng là 10 cm. Nói chung là hai chiều của nó là đối loa vệ tinh là 10 cm x 10 cm và chiều cao là 16 cm. Còn đối với loa siêu trầm thì chiều sâu là 22 cm, chiều rộng là 16 cm và chiều cao của nó là 19 cm nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này của bên mình thì nó là hàng gói là hàng giới hạn thôi, nó có rất là ít nên nếu mà anh em nào nhanh tay thì có thể mua được. Thì với bộ này, sản phẩm bên này bên mình đang cung cấp ra nó chỉ có giá khoảng 400.000 thôi. Mình chấp tất cả các loại luôn, các bạn có thể tham khảo giá ở trên Shopee hoặc là bất cứ cái sàn thương mại điện tử nào, cũng không thể nào có bộ nó ngon, bộ rẻ và kích thước loa to đến như thế này mà nó có trang bị đầy đủ Bluetooth. Và con này sử dụng luôn điện 220 nhá, không phải sử dụng cái điện 5V quy bắp như một số bộ nó ngang ngang giá con này đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ cho anh em thử nghe âm thanh của con này, bass check cực kỳ là hay luôn. Đây, mình đã kết nối sẵn Bluetooth rồi nhá. Con này tên sản phẩm Bluetooth của nó là Bluetooth MM. Đây, mình sẽ bật Bluetooth và Bluetooth mình đã kết nối sẵn rồi, bây giờ mình sẽ ấn play này.
Đấy. Chúng ta kết nối Bluetooth thôi, nhưng mà điều khiển này vẫn ấn được hoàn toàn các chức năng, ví dụ như dừng, rồi lách hoặc là void. Đấy, tăng giảm âm lượng. Morse thì nó sẽ là chuyển chế độ giữa các chế độ Bluetooth hoặc là USB. Đấy. Còn các cái phím số thế này thì chỉ có tác dụng khi mà các bạn chạy USB thẻ nhớ thôi nhé. Đây. Đây, mình ấn vào này. Nó rất là êm nhé, không ù xì gì hết nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn một cái bài khác của bài nhạc có lời đi. Nghe cho nó gọi là rõ ràng. Đây, mình sẽ thử một cái bài nhạc trữ tình, sống trữ tình đi. Chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài.
gần nhau thường hay xung khắc, khi suốt ngày chẳng thích gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ. Ok rồi nha các bạn, mình sẽ tắt này. Đây thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng qua về cái loa này. Thì ở trước mặt nó thì các bạn sẽ thấy là có lúm bát này, check rất là rõ ràng rồi. Cái này có lẽ không cần phải hướng dẫn thì anh em cũng biết sử dụng cái lúm này như thế nào rồi. Ở đằng sau phần kết nối thì chúng ta sẽ có này. Đây, cái đằng sau của loa thì chúng ta sẽ có phần cắm jack này. Đây, mình sẽ... Đây, thì cái này nó là hàng nội địa Trung Quốc nha các bạn nhé. Nên là nó sẽ có cả tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Đấy, nên là chỗ này là audio output. Đây, mình sẽ zoom cho các bạn xem này. Audio output thì các bạn sẽ cắm loa vệ tinh vào đây nhá. Thì ở đây là có hai cái loa vệ tinh đã có sẵn jack như thế này rồi, chúng ta sẽ cắm vào như thế này. Đấy, nên là ok. Còn audio input, đây, audio in này, thì các bạn sẽ cắm jack vào. Ví dụ như các bạn sử dụng loa vi tính ấy, bạn sử dụng cho máy tính chẳng hạn, thì các bạn sẽ cắm jack vào đây. Và cái loa này thì được tặng theo cái jack luôn, cái jack như này, jack 3.5 như này nhé. Đấy, các bạn sẽ mang về cắm vào. Đấy, cái jack đỏ cắm vào đỏ, trắng cắm vào trắng. Đây, lấy ra cắm demo cho các bạn xem này. Đây, chúng ta sẽ có jack như này đúng không? Đấy, và jack này chúng ta sẽ cắm vào đỏ theo đỏ, trắng vào trắng như thế này. Như vậy xong, đầu còn lại này thì chúng ta sẽ cắm vào máy tính. Đấy, sở dĩ tại sao mình lại bảo các bạn cắm vào máy tính mà không phải là cắm vào điện thoại, thì cái máy loa này nó hỗ trợ Bluetooth rồi, nên nếu mà anh em xài điện thoại ấy, thì kết nối Bluetooth cho nó nhanh, kết nối dây làm cái gì cho nó mệt mỏi. Còn nếu mà anh em chạy TV hoặc là chạy máy tính thì các bạn sẽ cắm jack vào cái dòng in này nhá. Đấy, cắm như mình vừa cắm. Còn cái jack out thì chúng ta cắm hai loa vệ tinh vào là ok rồi, chúng ta cắm điện bật công tắc thôi, rất là đơn giản. Các bạn lưu ý hộ mình là cái sản phẩm này nó rẻ nhất tầm giá và âm thanh nó cho là tốt nhất. Còn nếu mà các bạn đem so với những cái loa mà khoảng 900 hoặc 1 triệu, 2 triệu thì con này không thể so sánh được, cái đấy là cái chắc chắn rồi. Nên là nếu mà anh em nào mà chuyên chạy hàng đắt rồi thì nghe con này nó sẽ hơi dở. Còn nếu mà những anh em chỉ chạy cỡ phân khúc mà giá cỡ khoảng 400-500 nghìn thì mình khẳng định con này là tốt nhất tầm giá và nó có trang bị cả Bluetooth luôn. Còn những cái con mà có tầm giá ngang con này thì đa phần là không có Bluetooth, hoặc nếu có Bluetooth thì nó sẽ nhỏ hơn con loa này khá là nhiều. Đấy, thì mình đo luôn cái cỡ loa cho anh em xem. Con này thì giữa loa siêu trầm của nó thì nó sẽ chạy vanh của nó là khoảng 10 cm các bạn ạ. Đấy, vanh của nó 10 cm, vì con loa này thì được khai báo là loa trầm là khai báo là 4 inch. Đấy, 4 inch thì nó nhân ra nó khoảng 10 cm. Còn loa vệ tinh của nó thì nó rơi vanh của nó, nó vào khoảng là 7 cm các bạn ạ, gần 7 cm, khoảng 6.5 đến 7 cm là cái loa vệ tinh. Đấy. Còn hai cái trên này thì mình nghĩ là đây nó không phải loa thật, cái bé tí này nó chỉ là loa giả thôi. Tuy nhiên thì đối với cái loa bên dưới, toàn giả bên dưới này nó cũng đã cho âm check rất là sâu rồi. Thì vừa xong thì mình chỉnh cái phần check này, nó cũng lên không quá cao đâu, chỉ lên khoảng 50% mà tiếng nó đã rất là sắc rồi. Thì cái loa con này là một con có ưu điểm là được chỉnh được check,
và có Bluetooth. Còn những con tầm giá ngang con này thì thường là nó sẽ không Bluetooth, hoặc là nếu có Bluetooth sẽ nhỏ hơn. Thì cái sản phẩm này thì bên mình có giới hạn thôi. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua loa vi tính, mua loa Bluetooth để nghe gia đình thì con này sẽ là sự lựa chọn cực kỳ tốt cho anh em. Thì cái con này thì giá mình đã báo ngay từ đầu video rồi, là giá mình sẽ công khai cho anh em là giá 400.000, bảo hành 1 tháng cho anh em. Còn nếu mà mình ship đi thì anh em sẽ hỗ trợ cho mình thêm là 40.000 tiền ship nữa, thì mình sẽ ship cho anh em. Còn nếu anh em là đến lấy trực tiếp thì con này chỉ 400.000 thôi. Một bộ có đầy đủ điều khiển. Đấy, rắc. Con này là có hộp xốp và thứ đàng hoàng nha các bạn nhé. Không phải là cái nó đầy chuồng như thế này đâu. Hộp hiếc rất là đàng hoàng luôn, như tất cả các bộ đắt tiền. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình mua. Còn nếu mà anh em nào sợ cái thời gian bảo hành nó là 1 tháng nó là ít quá, thì anh em có thể hỗ trợ cho mình thêm vài chục nghìn nữa, mình có thể bảo hành cho anh em tới cả năm trời luôn. Còn mình để cái giá là tốt như vậy, bởi vì thực tế thì những cái sản phẩm này mình biết nó rất là khó lỗi, nên là để cho anh em bảo hành 1 tháng và giá nó chỉ khoảng như thế thôi. Nó tốt nhất thị trường luôn, giá là hợp lý nhất. Anh em có thể tham khảo trên Shopee mà xem. Cái giá mà anh em thấy trên Shopee nó khoảng 420, thì mình khẳng định các bạn đo mà xem, nó bé hơn con loa này nhiều. Đấy. Rồi, nếu mà anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với bên mình nhanh nhá. Giá và số điện thoại thông tin mình có để trên màn hình, anh em liên hệ nhanh, bởi vì cái này có giới hạn rất ít thôi. Mình nhập về được có vài bộ thôi. Và cái mẫu này thì cũng không có nữa đâu, bởi vì mẫu này nó có giới hạn rất là ít thôi, nên là giá tốt như vậy. Chứ còn nếu mà có nhiều bán tràn lan thì giá nó sẽ không tốt như vậy nữa, bởi vì là cái này nó còn số lượng ít, người ta bán thanh lý thôi, nhưng mà nó mới cứng mà các bạn. Còn bên mình thì bên mình là chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa, nên bên mình có thể bảo hành cho anh em. Còn gốc là người ta không bảo hành cho anh em đấy. Còn bên mình là bằng người bán ra và trực tiếp bảo hành cho anh em, xử lý mạch từ A đến Z hết, nên anh em không phải sợ nhá, về cái chế độ bảo hành của bên mình. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ ngay nhá, nó có ít thôi, nên là hết thì mình sẽ không còn để mà nhập cho bán cho anh em nữa đâu. Rồi, chào anh em nhé.